Xin chào tất cả các bác Em hôm nay quay cho các bác hai chiếc xe Morning Van này Cực kỳ hợp lý tiền Con biển 99 này là 185 triệu các bác nhé Còn một con này nữa đang dọn rửa này Là con này biển 29 này Đấy, Các bác nhìn rõ này Con này là 195 triệu Tại sao lại giá như vậy Thì con này là sản xuất năm 2013 các bác nhé Đã bao gồm lắp cả màn hình Android Và đăng ký chạy tại Việt Nam 2017 Thế còn con này là 2014 và đăng ký năm 2014 nhập khẩu năm 2014 các bác nhé cả hai con này thì đều là nhập khẩu Hàn Quốc các bác nhìn cái la răng con 2014 này rất là đẹp đấy vì con này 195 triệu vì là nó nhập khẩu là nhập khẩu mới tinh các bác nhé con 2013 này thì rẻ hơn một xíu và đã được lắp thêm cả màn hình Android rồi thì con này là, là nhập cũ các bác nhé đấy thì hai con này thì về cơ bản là không đâm đụng không bị ngập nước gì cả đấy. thì có bác nào mà đi làm hoặc là chở con cái đi học các cháu đi học hoặc là cái xe thứ hai của gia đình thì các bác có thể lựa chọn hai chiếc này. Đấy. cái con này thì cái đèn hậu bên này là đã được thay rồi này chủ nhân đợt trước có bị quẹt một chút xíu ở đây và bị vỡ đèn và đã được thay mới các bác nhé, thay đèn khác. cho nên là nó nhìn nó sẽ nhạt hơn cái đèn zin theo xe này các bác này. đó là con biển 99 này các bác nhé, 185 triệu. còn con biển 29 này là 195 triệu này. Đấy, cái la răng vành các thứ lốp rất là đẹp. Cái này là nguyên bản này. Và con này con 2014 này thì cái đèn pha của nó đẹp hơn. Thứ nhất là nó có cái định vị LED định vị đi ban ngày. Thứ hai là có cả bi các bác này. Đó, đèn bi luôn. Ờ, cả hai con này thì đều được vừa được bên em đăng kiểm mới đến tháng 7 2024 mới hết. À, màu trắng sơn các bác nhé. Thì các bác kết thì gọi điện cho em theo số điện thoại ở dưới phần comment. Các bác xem thêm nhiều video nữa thì các bác vào kênh Việt Bắc Auto Việt Bắc Kha để xem nhiều kênh nhiều về xe cộ hơn nữa các bác nhé.